Từ ngày 25 tháng 4 năm 2022, Ninh Thuận đã tiến hành chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Dự kiến toàn tỉnh có hơn 75.000 trẻ em trong độ tuổi này được tiêm vaccine. Nhờ tập trung tuyên truyền, vận động và thực hiện tiêm chủng theo hình thức cuốn chiếu, nên tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở Ninh Thuận được tiêm mũi 1 đã đạt trên 96,5%. Trường Tiểu học Hoài Trung, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước. Mặc dù đang trong kỳ nghỉ hè, nhưng đông đảo phụ huynh vẫn sắp xếp thời gian đưa con đi tiêm vaccine phòng COVID-19, theo thông báo của nhà trường. Con thì học lớp 1, nhưng mà vì sức khỏe của con, mình phải đặt lên hàng đầu. Nhà trường thì rất là nhiệt tình. Ngày 12 tháng 7, trường Tiểu học Hoài Trung tổ chức tiêm vét cho các trường hợp chưa tiêm mũi 1 và tiến hành tiêm mũi 2 cho 360 học sinh đủ điều kiện. Nhờ tận dụng Zalo, Facebook, Fanpage để thông báo về kế hoạch tiêm chủng, nên nhà trường đã hoàn thành việc tiêm vaccine trong buổi sáng với tỷ lệ đạt trên 95%. Tuy thời gian này hè, nhưng mà nhà trường đã vận động được phụ huynh và đưa các con đến để tiêm ngừa vắc để các em và phụ huynh an tâm hơn để đưa các em đến học năm tiếp theo. Ninh Thuận có hơn 75.000 trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi được chỉ định tiêm vaccine phòng COVID-19. Để đảm bảo an toàn sau tiêm chủng, ngành y tế khuyến cáo các địa phương và trường học phải bố trí khu vực theo dõi tại điểm tiêm chủng từ 15 đến 30 phút. Sau đó phụ huynh tiếp tục theo dõi trẻ 28 ngày sau tiêm, đặc biệt 7 ngày đầu. Sau tiêm có một số trường hợp là gây mệt nè, vã mồ hôi nè, có thể là gây hơi say say, chóng chóng mặt chút, rồi có phản ứng sốt nhẹ một chút, nhưng mà cái tỷ lệ rất là thấp. Thí dụ như có 100 đứa thì có 1-2 em nó có cái dấu hiệu như vậy thôi. Và đặc biệt là mấy em nó mà nó chưa có ăn uống, ăn sáng trước á, hoặc là uống sữa gì trước á, thì nó sẽ có gây cái phản ứng là nó gây ra giống như phản ứng hạ đường huyết á, thì nó không tốt. Do đó phải chuẩn bị trước là như vậy và được theo dõi 15-20 phút. Theo báo cáo của ngành y tế Ninh Thuận, tính đến ngày 12 tháng 7, toàn tỉnh có 57.715 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ trên 96,5%. 30.390 trẻ đã tiêm mũi 2, đạt tỷ lệ 64,2%. Hiện nay, ngành y tế tiếp tục phối hợp với các địa phương và các trường học đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên tiêm cho nhóm tuổi lớn trước, sau đó hạ thấp dần độ tuổi, và mỗi trẻ chỉ dùng một loại vaccine cho tất cả các mũi tiêm nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho trẻ.